Mày là em gái tao mà Thế bây giờ mày bên ai đây Nếu mày có lương tâm thì ra lôi cái con kia ra đây cho tao xử đi Sự trớ trêu của tạo hóa Đó chính là bạn phải đứng giữa hai lựa chọn Mà bạn không thể đưa ra quyết định được Chuyện này mình cũng không biết phải kể từ đâu nữa Là từ cái lần mình về quê Vì nghe mẹ báo rằng chị gái mình ra mắt người yêu Chị gái mình cũng không còn trẻ nữa Đến cái tuổi mà phải gã đi rồi Chị tìm được bến đổ Nên bố mẹ mình vui lắm Hôm đó mở hẳn tiệc to mời họ hàng sang Mình cũng tò mò không biết người yêu của chị là ai khi mà nhìn thấy người đàn ông mà chỉ dắt tay vào nhà, mình sốc nặng, không thốt nên lời. Anh ta nhìn thấy mình thì cũng đơ ra một lúc, rồi ánh mắt tránh né. Mọi người đoán xem, mình với anh ta có quan hệ gì? Không phải quan hệ yêu đương đâu, mà anh ta là chồng của bạn thân mình và cũng sắp là chồng cũ. Bạn thân mình có một cuộc hôn nhân tan vỡ, chồng nó đi ngoại tình. Cuộc hôn nhân này của nó chỉ vỏn vẹn được gần năm. Nó là Phương, một người xinh lại tài giỏi. Nó hiền quá, nếu là mình đó, thì mình cho con tiểu tam kia biết mặt dám giật chồng phá hoại gia đình nhà người khác. Hiện giờ thì Phương cùng chồng đã ly thân, đơn ly hôn cũng đã nộp, chỉ chờ ra tòa xét xử thôi. Bạn mình thoát được một thằng khốn như thế thì mình cũng thấy mừng. Ấy vậy mà bây giờ, chị mình lại chính là cái cô bồ nhí trong lời bạn mình vừa nói. Vì nhiều họ hàng với nể mặt mũi cho bố mẹ, mình không vạch trần chuyện này. Sau khi ăn uống xong, mình gọi cả hai ra một góc nói chuyện. Điều đầu tiên đó chính là cho thằng này một cái tác. Mày làm khổ bạn tao chưa đủ hả? mà giờ mày còn làm khổ chị gái tao chị có biết thằng này có vợ chưa nó là người có gia đình rồi đấy chị phải chia tay với nó thì em sẽ không nói chuyện này với bố mẹ đáp lại mình là một cái tác từ chị chị ấy xót cho người yêu chị nên đã trả lại một cái tác cho mình chị ấy thậm chí còn chửi mình không biết gì mà dám làm loạn hóa ra chị ấy đã biết anh ta có gia đình nhưng giờ anh ta sắp ly hôn vợ và sẽ cưới chị ấy họ đã vẽ lên một trang tương lai tươi đẹp sau khi anh ta ly hôn với bạn thân mình chị mình đã hết thuốc chữa thật rồi mình uất ức vội bắt xe về lại thành phố đến gặp phương kể cho cậu ấy chuyện này mình thay mặt chị gái mình xin lỗi phương không ngờ chị mình lại là tiểu tam chen chân vào gia đình họ cũng may cậu ấy hiểu chuyện không trách lây sang mình phương cũng vừa ra tòa với chồng và giờ họ đã chính thức ly hôn không quan hệ gì với nhau nữa mọi người nghĩ chuyện kết thúc rồi hả chưa đâu mẹ mình kêu rằng chị mình cùng người yêu định tổ chức lễ ăn hỏi mình phân vân không biết nên nói chuyện của hai người họ cho bố mẹ biết hay không mình đến nhà phương để tâm sự Dường như cô ấy không muốn mình vào trong nhà Nói rằng có việc bận Kêu mình về đi Giống như có gì đó muốn giấu mình Mình chưa kịp quay xe về Đã thấy chị gái mình chạy sòng sọc đến Phương thì đứng chắn ở cửa Mình cũng vội chạy đến ngăn chị lại Phương với chồng cô ấy đã ly hôn rồi Sao chị mình còn đến đây Anh bảo anh ra đây ngay cho em Sao lại quay về đây Mày tránh ra để tao vô tìm anh ấy Tao sẽ tính sổ với mày sao Ly hôn rồi mà vẫn đi quyến rũ anh ấy Anh ra đây nói chuyện với em chị mình cứ chạy vào nhưng bị phương với mình chặn lại ngoài cửa phương nói rằng chồng cũ của nó không có ở đây rồi đẩy chị mình ra mình cũng khuyên chị ấy về người đi đường thấy náo nhiệt cũng gói lại xem nếu bị quay lên mạng bố mẹ rồi họ hàng mà thấy thì lại không hay thế nhưng chị mình vẫn hết ầm ĩ lên đòi gặp tên đàn ông kia bằng được ấy vậy mình không ngờ tên điểu cán đói trong nhà thật hắn đi ra ngoài đứng giữa phương cùng chị gái mình ngăn cản cả hai xô đẩy nhau rồi hắn đỡ phương bảo cô ấy vào nhà đi cẩn thận không động thai Chị gái mình nghe thế thì càng tức hơn Chị ấy đẩy mình vào hết Mày là em gái đâu mà Thế bây giờ mày bên ai đây Nếu mày có lương tâm thì lôi cái con kia ra đây cho tao xử Nó với anh bảo đã ly hôn rồi Nó mới là tiểu tam Cái thứ tiểu tam dám lôi kéo người đàn ông của tao Mày có biết bọn tao đã định ngày cưới hỏi được không Anh đi ra đem dạy dỗ đó Mình cũng ngờ ngờ hiểu được mọi chuyện Có lẽ Phương đã có thai Nên tên chồng cũ này mới quay lại Dù là sắp chuẩn bị làm đám hỏi với chị mình Hắn ta đẩy hai chị em mình ra ngoài Rồi khóa cổng lại hắn cấm hai chị em mình bén mảng đến đây, hắn cũng hủy hôn với chị mình luôn, chị gái mình thì sốc lắm, mình đã khuyên chị ấy rất nhiều, tên đàn ông này không đáng để chị phải đau khổ như vậy. giờ Phương có thai rồi, hắn chắc chắn sẽ tái hôn lại với cậu ấy. mình gọi điện để hỏi Phương về quyết định của bản thân. đã ngoại tình một lần thì sẽ có lần hai, rồi vô số lần. liệu Quế có chịu tha thứ cho chồng cũ không? thế rồi vì đứa trẻ, cậu ấy chấp nhận quay lại với chồng. cậu ấy còn hỏi thăm chị gái mình và nhờ mình xin lỗi chị ấy hộ. Nếu không vì bất đắc dĩ Cậu ấy cũng không giành lại tên chồng đó Mình thì lại thấy may mắn Vì chị mình không lấy hắn Nếu lấy tên điểu cán này Hắn chắc chắn sẽ làm khổ chị mình Những sự đau đớn mà hiện tại chị mình phải chịu Cũng là quả báo của việc phá hoại hạnh phúc Gia đình người khác trước đó mà thôi Em lấy chồng từ năm 20 tuổi Nhưng không hạnh phúc Nên mới 22 tuổi đã ly hôn Sau 4 năm ly hôn thì em quen anh Phúc chuyện tình gái nạ dòng với trai tân bị khá nhiều người phản đối họ nói rằng em mà cưới trai tân thì sẽ phải làm mẹ của chàng trai đó luôn nhưng mà em không tin yêu nhau được một năm em phát hiện bản thân mang thai vì vậy chính em đề nghị kết hôn anh phúc tỏ ra vui mừng lắm vội vội vàng vàng dẫn em về ra mắt gia đình lúc đối diện với ba má anh phúc em sợ lắm em vừa lớn tuổi hơn lại vừa là gái đã qua một lần đò trong khi anh phúc thì lại lan là trai tân các bậc phụ huynh khó mà chấp nhận được chuyện này nhưng thật không ngờ là ba má anh phúc tỏ ra vô cùng quý mến em hối thúc hai đứa nhanh chóng kết hôn sau khi kết hôn anh phúc dọn về ở trong nhà của em bởi vì má con em không muốn thay đổi nơi ở mà nhà anh phúc khá chật chội ở chung với em anh phúc đúng chuẩn từ thằng ăn mày bỗng chốc trở thành ông hoàng luôn những tưởng đã kiếm được người chồng tốt vì trước đây anh phúc tỏ ra rất hiểu chuyện biết quan tâm nhưng mà khi làm vợ chồng rồi em mới nhận ra bản thân tiếp tục đạp vào bãi khít, hàng tháng anh Phúc chỉ đưa cho em 2 triệu tiền sinh hoạt phí, còn lại anh gửi hết về cho ba má anh. Em nhắc nhở thì anh bảo kinh tế em khá giả, không có anh đóng góp cũng không sao, nhưng ba má anh nghèo khổ. Anh phải lo cho họ chứ, hơn nữa vợ chồng mình đưa tiền cho ba má, sau này không bị mang tiếng là bỏ bê ba má, nói thế thì chịu rồi. Em mà cãi lại thì khác nào là thứ con dâu không biết thương má chồng, nên dù ấm ức em vẫn nhịn. Mặc dù mang tiếng là vợ chồng Nhưng em cảm giác em giống má của anh Phúc hơn Mỗi sáng em đều phải dậy từ 4 giờ sáng Đi chợ về nấu bữa sáng cho cả nhà Đến tối về nhà em phải nai lưng ra dọn dẹp Nào là đồ chơi của con Nào là đóng quần áo anh Phúc thay ra khi tắm Rồi chén bát ăn tối vân vân và mây mây Đang mang thai ngén ngẩm Mà em phải làm việc nhà không sót ngày nào Em nhắc nhở anh Phúc làm việc nhà Thì anh Phúc bảo em là vợ anh Thì phải lo cho anh chứ Thằng cô ca là con riêng của em Thì em phải tự chăm anh có phải ba nó đâu mà phải nấu cơm tắm rửa cho nó Với cả anh là trai tân Mấy cái việc chăm sóc trẻ nhỏ anh làm sao mà làm được Nghe anh Phúc cãi ngang như vậy Em tức giận không dọn nhà nữa Dắt con về nhà ba má ruột ở tạm Nhưng ba má ruột em lại sợ người ngoài đàm tiếu Là nhà có con gái gã đi mấy lần vẫn không được Nên không cho em vào nhà Nửa đêm em lại phải dắt con về nhà riêng Đừng đến ngày sinh em hay đi bộ buổi tối Để sau dễ sinh em bé Thường là khoảng 8 giờ tối là em về nhà rồi nhưng mà mấy hôm trước gặp cô bạn đồng nghiệp cũng đi dạo bộ buổi tối. Em bắt chuyện với cô ấy rồi về nhà muộn. Lúc đó là 10 giờ tối, em nghĩ cũng không trễ lắm. Nào ngờ chồng em khóa cửa không cho em vào nhà. Nói em làm vợ mà không có phép tắt nên phải chịu phạt. Ngồi ngoài thềm nhà suốt đêm, em bị ốm mà đang mang thai nên phải nhập viện điều trị. Đến lúc sinh con mới được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Mặc dù em đã xin cho anh Phúc một người con trai Nhưng ngày nào cũng vậy Đi làm về là nằm ườn ra Để em làm từ A đến Z Đến cả ôm con cũng không làm Em khó chịu nhắc nhở Em mới xin con Không làm được việc nhà Anh đi làm về phụ giúp em một tay đi chứ Anh Phúc vừa nằm ườn trên sofa vừa bảo Lúc trước việc nhà em làm hết Lúc đó em đang đi làm vẫn lo liệu được việc nhà Sao bây giờ em chỉ ở nhà ôm con rảnh rang vậy Mà còn bắt anh làm việc nhà Em khó chịu bảo Sao anh nói vậy chăm con vất vả như thế nào anh có biết không không thấy anh phúc trả lời em quay ra xem thì anh phúc đang ngủ từ bao giờ lại thêm một lần nữa em chỉ nhờ anh phúc bế con để em nấu cơm tối thôi anh phúc chẳng chịu bế con lại còn bảo anh là trai tân có biết bế em bé đâu em làm mẹ hai lần rồi em phải bế em bé chứ nhưng em dúi đôi đũa vào tay bảo đi nấu cơm đi thì lại bài ca em làm vợ thì phải nấu cơm cho chồng sự việc xảy ra nhiều lần khiến em dù muốn hay không em cũng phải tự làm mọi việc chẳng khác gì lúc làm mẹ đơn thân có khác là giờ trong nhà thành ba đứa trẻ Không phải là một đứa trẻ Tự nhiên cái em thấy hối hận quá Lời người đi trước nói quả không sai Trai tân chẳng lo được gì cho em Cũng chẳng thương con em Giờ mà ly hôn Thì em thật sự là quá mang tiếng Làm cách nào để chồng em thay đổi Trở thành một người ba có trách nhiệm đây hả mọi người Có ai như mình không Mọi sự quê tột độ đều được anh cảnh sát giao thông chứng kiến luôn không hiểu sao bản thân lại có duyên với anh trai này vậy duyên phận như này thì đành phải lấy làm anh chồng để chôn vùi quá khứ đau thương thôi chào mọi người mình là duyên mình mới có chồng cách đây không lâu Chồng mình là cảnh sát giao thông và là người chứng kiến được mọi thăng trầm trong cuộc đời của mình luôn. Không biết nói sao nữa, chuyện bắt đầu từ những ngày mà mình còn đang say xưa cùng những anh tình cũ. Chẳng hiểu sao nữa mà mình mê mấy anh bad boy lắm, chắc là tại gu mình là thích sự sĩ của mấy anh trai đó. Chứ nhìn hiền hiền, an toàn, mình thấy nhạt lắm ấy. Ngày hôm đó mình mới bị một thằng trêu đùa nên có kéo bạn mình đi nhậu. Ba đứa con gái với nhau là nhậu sẽ gây sự nên là chúng mình chọn quán khá gần nhà mình thôi. Có say thì về cho dễ mà. Ngồi từ lúc 8 giờ tối đến tầm 11 giờ là ba đứa quay quay chống hết cả mặt rồi. Không một đứa nào tỉnh táo nữa cả. Mình vừa ôm ly bia vừa khóc nức nở kêu. Thằng cha nó sao mà nó dám bỏ tao hả mày? Tao kinh vừa nói câu đó mình vừa uống cốc thứ ba và hất số bia còn trong ly ra đường ai có dạ bia trong ly còn nhiều thế mình vừa hất ra trúng ngay một anh qua đường mình hoa mắt đâu có biết là ai với ai đâu anh trai đỡ mình dậy thì con bạn mình lao đến anh cảnh sát ơi anh đừng có bắt con bạn em con bạn em nó đủ khổ rồi nó bị thằng khác trêu đùa đủ khổ rồi em xin anh đấy mình nghe con bạn nói thế thì sợ khóc lớn chú công an ơi chú tha cho cháu cháu không biết gì đâu chú tha cho cháu đi chú bắt thì bắt thằng khốn nạn đã ăn nhiều xì hơi thối còn dám bỏ cháu ấy. chú bắt nó tội lừa tình con gái nhà lành đi chú đừng có bắt cháu khóc xong em ngất xỉu luôn chẳng biết cái mẹ gì nữa cũng chẳng biết sao về nhà được sáng hôm sau cũng đỡ hơn chút rồi chiều em có việc nên sửa soạn ra đường chỗ bốt công an thì nó gần đèn đỏ anh công an cứ nhìn mình chầm chầm rồi cười tủm tỉm còn bạn ngồi sau mình cũng biết rồi đi qua nó mới nói may cho mày á hôm nay chú công an không bắt mày hôm qua mày hành nóng gần chết luôn ký ức của mình bắt đầu hiện ra trời ơi rượu chè ngu người thật sự bảo sao anh ấy cứ nhìn mình rồi cười hóa ra là sự vô tri của mình thế là để hóa giải ngày nào đi qua mà gặp anh ấy thì mình cũng vẫy tay chào cùng nụ cười giả trân hết sức khoảng một tháng sau lần này mình quen một anh trai khác anh này mình đã tìm hiểu lâu rồi Nhưng mà đến vừa rồi mới chính thức quen nhau Mẹ lúc tán tỉnh thì vui tính Lúc yêu nó dở thói gia trưởng với mình mới ghê chứ Nó bảo mình không được làm cái lọ cái chai Rồi bắt mình phải gì mà nghe lời Gì mà ăn mặc kín đáo Anh nói em phải nghe Má ơi muốn đấm vô mồm ghê Thế mà vì sự ngu muội nào đó Mình vẫn nghe theo nó râm chấp Không chút phản đối Cho đến buổi tối hôm đó Nó đến đón mình muộn Vì mãi đi chơi với lũ bạn Đang ngồi trên xe nó quát mình anh muộn có một chút Em phải biết thông cảm cho anh chứ Xem đã lại có thái độ như vậy với anh Em phải tôn trọng người mình yêu Các bạn nghe đã thấy hãm chưa Hãm cành cạch luôn á Mình bực quá xuống xe đi bộ Lúc đầu thằng chó này nó còn đi sau năng nỉ Được tầm 300 mét Nó phóng con mẹ nó đi trước kệ mình đi bộ Má ơi cây hơn cả ớt Mình vừa đi mà vừa chửi thề Thì giọng nói quen thuộc vang lên Nửa đêm đi bộ ngoài đường lại say à Mình quay ra thì đúng là anh công an gần chỗ nhà mình rồi Sao mà đi chơi cũng gặp vậy trời anh ấy dừng lại ngửi quanh người mình một hồi biết mình không say rồi vẫn chọc vài câu rồi bảo mình là có về không ông ấy trở về mình bình tĩnh không cần đâu anh người yêu em sắp quay lại đón em rồi anh cứ về trước đi nói xong thì anh ấy vẫn trà trà đi sâu chờ đợi nhưng thằng chó đó nó không quay lại mà còn gọi điện chọc tức mình bảo còn lâu mới quay lại đón mình không tôn trọng nó thì chia tay đi má thằng tranh này nghe xong mình cay phát khóc anh công an bên cạnh đây bật cười Chờ đợi một trap boy mà cũng chờ Thôi lên đây tôi chở cô về 12 giờ đêm rồi đi đường nguy hiểm Về nhà đi rồi khóc sau Lần thứ hai xấu hổ thì cũng gặp anh công an Cô duyên ghê chứ mình tuổi thân khóc hết quãng đường về nhà anh ấy phải dừng mua cho mình bịch viên chiên để ăn ủi rồi cho mình về nhà an toàn mấy ngày sau mình đi làm nhưng mà bị muộn giờ có cây đèn nào là mình vượt hết luôn đúng lúc gặp anh công an anh ra tiếp còi và mình bị xích mình vội xin vì còn công việc nữa thì anh ấy bảo lên xe anh đèo đi tối về lấy xe sau đang ngồi yên vị thì anh công an khịa gớm sẵn sàng đợi thằng trap boy cả hai tiếng buổi tối mà đèn đỏ có 15 giây cũng vượt Đúng là không hiểu đổi các cô nghĩ gì nữa Mà yêu thì chọn trai tốt mà yêu Cứ va vào thằng đểu rồi lại uống say rượu Chờ đợi ngu ngơ Hết chịu nổi Mình nghe cây mà chẳng cãi nổi đành nói cùng Anh ơi trai tốt chết hết rồi Không thì cũng lấy vợ hoặc có chồng cả rồi Đến lượt em chắc Anh ấy vẫn cãi là đến lượt còn em Thì cứ luôn miệng không có đâu Làm gì có ở đâu ra vậy Lúc này anh công an dừng xe Ở đây anh nè Chưa vợ chưa người yêu Em gặp hoài mà không thấy mặt anh có ý với em à Oh shit, bye bye, anh ta nói gì vậy? Có tiếp xúc mấy đâu mà có ý gì trời. Mình xịt keo luôn mà. Anh ấy thì chủ động đưa điện thoại ra, bảo là mình tìm mạng xã hội của anh ấy đi để kết bạn. Và cứ thế chúng mình làm quen với nhau, lạ lùng vậy đó. Từ lúc biết yêu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên mình quen trai tốt mọi người. Anh công an có hơi ngu ngơ một chút nhưng mà an toàn, hài hước chấp nhận được với cả bao nhiêu tật xấu hay quá khứ đáng che giấu của mình thì anh ấy đều biết. Nên là mình nghĩ là mình phải dí chặt lấy anh công an yêu dấu của mình suốt đời thôi. Ai bảo chủ động chi, theo đuổi rồi còn chiều chuộng chi, thành cục nợ cả đời cho biết mặt. Bốn tháng trước cũng vào một ngày Hà Nội sầm xì, dở ương như hôm nay. Lần đầu tiên tôi bước chân đến tòa để nhận phán quyết ly hôn với Huy, chồng cũ của tôi, dù tôi kiên quyết không đồng ý, không ký đơn và muốn hòa giải, nhưng anh nhất định muốn trời đi. Huy để con gái 4 tuổi và con trai 2 tuổi cho tôi nuôi. Mỗi tháng anh chu cấp cho bọn nhỏ 10 triệu. Còn lại anh để căn nhà cho ba mẹ con tôi sống. Cài sẵn chung chẳng có gì, nên anh xách mỗi đống vali quần áo ra đi. Mọi thứ kết thúc nhanh đến nỗi bây giờ tôi vẫn chưa quen với việc ngủ một mình. Lũ trẻ được trèn ngủ riêng từ lúc 1 tuổi, Giờ rủ chúng nó sang nằm với mẹ còn không chịu. Đêm nào tôi cũng nghĩ đi nghĩ lại về cuộc hôn nhân vừa tan vỡ. Chẳng biết mình đã sai ở đâu mà chồng nhất quyết đòi chia tay. Cả hai chúng tôi đều không ai phản bội đối phương. Huy là một người đàn ông hiếm có. Anh chăm chỉ, hiền lành, nói chuyện khéo. Dễ gây cảm tình với người khác. Công việc của anh cũng tốt. Lương không quá cao, nhưng đủ để cùng tôi chăm lo cho tổ ấm chung. Năm năm kết hôn, cuộc sống của chúng tôi trôi qua rất yên bình. Mà đó là tôi thấy vậy Chứ không biết từ góc độ của Huy thì anh nghĩ sao Khái niệm yên bình với tôi nghĩa là Vợ chồng không cãi nhau thường xuyên Không mâu thuẫn sâu sát Không có biến cố gì căng thẳng Tôi đã hỏi thẳng Huy Tại sao phải đi đến bước đường cùng như vậy Anh chỉ nói mỗi câu Bản thân em là người rõ nhất Nhưng mà tôi cứ loay hoay mãi không biết câu trả lời nằm ở đâu. Cho đến hôm nay, khi sang nhà hàng sớm ăn cơm tối thì tôi đã hiểu rõ rồi. Chiều nay lũ trẻ được bố đón đi bơi tôi rảnh rỗi nằm nhà xem điện thoại chị huyền hàng xóm đi qua thấy cửa mở nên ghé vào hỏi thăm rồi rủ tôi sang nhà ăn bữa cơm chung cho đỡ phải nấu nướng chúng tôi thân thiết với nhau nên dĩ nhiên tôi không câu nệ gì lúc chị huyền đứng nấu ăn thì anh quân luôn ở cạnh phụ giúp tôi muốn chen vào góp một tay cũng khó ngồi mãi cũng chán nên tôi đi loanh quanh chỗ bàn bếp xem có gì thì tiện tay làm hộ anh chị tôi nhận ra anh quân vụng vô cùng mang tiếng giúp vợ nhưng cái thì hỏng cái thì sai hành lá anh thái để nguyên lá úa rễ cũng rửa chưa sạch đất thái thịt thì miếng dày cộp miếng mỏng dính quấy trứng thì rớt văng tùm lum ra bàn xong anh cũng chẳng lâu mà cứ thế để các đồ khác lên khiến nó dính lem nhem tôi bị bệnh ưa gọn gàng sạch sẽ nên nhìn như vậy khó chịu lắm nếu là huy thì tôi đã mắng anh liên tục rồi bắt làm chuẩn ý tôi mới thôi huy không biết nhặt rau lan để sai một cành tôi cũng cầu nhầu bắt anh nhặt lại mới rau mới cà chua tôi thích thái dọc nhưng chồng luôn thái ngang anh không cắt theo ý tôi là bị mắng Chẳng biết làm gì cả Rồi khi dọn dẹp bếp Huy hay lóng ngóng không biết dùng dễ nào Tôi cấu nhặn lên Bắt anh phải ghi nhớ dễ hồng Lao đồ sạch Dẻ xanh lau đồ bẩn, chồng để nhầm vị trí bát đĩa nồi nêu, tôi cũng yêu cầu anh phải xếp lại từ đầu. Nói chung tôi cứ hay ngứa mắt lắm, lúc nào cũng nghĩ Huy chẳng làm gì ra hồn. Coi lần bực quá tôi còn quát chồng, ngày xưa mẹ không dạy anh cách làm việc nhà hả? Công tử bột chiều quá hóa hư, làm gì cũng dở, bực cả mình, Nhìn sang quân tôi thấy anh đoạn y xì huy Chắc đàn ông không có năng khiếu nội trợ thật Thế nhưng chị Huyền là phản ứng khác Chị không mắng mỏ chỉ tay dạy chồng Mà đối xử với quân rất nhẹ nhàng Chị vừa cười vừa chỉ cho anh biết lỗi sai ở đâu Nếu anh lỡ làm hỏng rồi Thì chị bảo bỏ đi cũng được không sao cả Xong xuôi quân lại vui vẻ giúp vợ cái khác Họ cứ riếu trích trong bếp Như một cặp mới yêu vậy Tự dưng lúc đó tôi ngồi thừ ra suy nghĩ Có vẻ như 5 năm, năm qua Tôi đã trách mắng chồng quá nhiều cứ ở nhà với nhau là tôi chỉ chăm chăm bắt lỗi anh ấy Dù chuyện bé hay chuyện to Thì tôi cũng khó chịu như kiểu là Chồng gây họa gì ghê gớm lắm Tính huy hiền nên anh nhẫn nhịn được Cơ mà con dung xéo lắm cũng quằn Tôi cứ lãi nhảy suốt ngày Nên chắc anh ức chế không chịu được nữa Trong bữa cơm tôi thấy chị Huyền gấp thức ăn cho quân liên tục Lũ trẻ cũng tranh nhau nhờ bố gỡ cá xé thịt cho Mọi người đều nói chuyện vui vẻ Và không ai chú ý đến những tiểu tiết linh tinh trên bàn ăn Kiểu như cơm rơi, cơm vải Tôi buộc mồm bảo lũ nhỏ nhặt cơm bỏ vào tờ giấy ăn Thì bố mẹ chúng nói Kệ cứ ăn thoải mái rồi dọn dẹp sau Quân lỡ làm đổ nước mắm ra bàn Bắn cả vào áo chị Huyền Nhưng mà chị không hề cấu Chỉ lấy giấy chấm chấm mấy nhát xong bảo May quá chưa có tắm Lát ăn xong thì thay đồ mới luôn Tình huống này nhà tôi cũng từng gặp nhiều rồi Và lần nào tôi cũng quát chồng Chân tay thu kệt vụng về ngứa cả mắt tôi lại chợt nhận ra mình mắc thêm một lỗi sai nữa đó là trước mặt các con tôi không cho chồng tí thể diện nào trái ngược hẳn với sự tinh tế của chị huyền tôi cứ nghĩ chúng đó còn bé chẳng biết gì nhưng mà hình như đã vài lần chú phản ứng lại thay bố khi tôi mắng chồng to tiếng tôi quên mất một điều là chồng phải đi làm giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy lắm lúc cuối tuần anh còn chẳng được nghỉ ngơi vì xếp dí deadline tôi không biết anh mệt mỏi đến đâu vậy mà lúc ở nhà với nhau tôi cứ đòi hỏi anh phải san sẻ mọi công việc với mình tôi áp đặt trách nhiệm chăm sóc gia đình lên huy anh cứ cắn răng chịu đựng không than thở còn tôi thì chẳng hề hay biết mà cứ xét nét anh từng chai nước cộng rau tôi trách huy vô tâm nhưng hóa ra tôi mới là kẻ vô tình thay vì biến những lỗi sai của anh thành dâm ba câu vui vẻ thì tôi lại nhét nó vào bộ sưu tập những thứ kém cỏi của chồng rồi đem ra đây đi đây lại khiến anh mệt mỏi chồng không nói mà cứ chịu đựng nên dần dần trở thành thuốc độc giết chết cuộc hôn nhân của chúng tôi quá nhiều bài học thấm thía sau bữa cơm nhà chị hàng xóm chị ấy cũng chỉ ở nhà làm nội trợ thôi không kiếm nhiều tiền bằng tôi nhưng lại khéo léo vô cùng chỉ bước chân vào nhà chị thôi là tôi đã cảm nhận rõ không khí hạnh phúc là cảm giác ấm áp tỏa ra từ tất cả thành viên trong gia đình chứ không bập bẩm như gia đình tôi nhà tôi thì chỉ hạnh phúc khi tôi không gác gỏng còn lại thì ba bố con sẽ im lặng thở dài khi một mình tôi kêu ca bao năm nay tôi nghĩ mình là người giỏi giang năng động hoặc bác thông minh nhưng đấy chỉ là sự đánh giá bên ngoài thôi còn khi ở nhà làm mẹ làm vợ thì tôi thất bại hoàn toàn trong việc vung đắp tổ ấm tôi cứ trách huy vô tâm nhưng thật ra chính tôi đã phá vỡ cuộc hôn nhân của mình giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi chẳng còn chồng bên cạnh để tôi sửa sai nữa Hai năm trước vào một ngày mùa hè tháng 7 Nắng hung héo cả rặng trăm bầu Cả sớm ùa sang nhà tôi xem bắt rạp Ai cũng trầm trồ khen phúc chị tôi lớn Nên may mắn được gả vào nhà hào môn Khi đấy tôi mới 17 tuổi Cảm thấy có đôi chút ghen tị với chính chị gái mình Cùng một bố mẹ sinh ra Mà số chị tôi sao sướng vậy Gia đình chồng chị Hoa nổi tiếng lắm Nghe nói là đại gia buôn thủy sản trong Quy Nhơn Bố mẹ tôi chưa từng nghĩ là sẽ gả con đi xa như vậy. Nhưng khi gặp bà mối giới thiệu lại đồng ý ngay. Nghe mấy cái câu hoa mỹ như gia tộc giàu có, gia đình nề nếp, cậu Hùng thiếu gia đẹp trai, mãi làm ăn nên chưa có vợ, lễ tạm ra mắt 300 triệu, thì ai mà chẳng bùi bùi lỗ tai. Chị gái tôi không phải là kiểu tham vật chất, hay bố mẹ đặt đâu chịu ngồi đó. Xong ở vùng quê này, 29 tuổi chưa cưới, cũng được liệt vào hạng ế mốc ế rồi. Có vài người quen mối lái Nhưng mà chị đều trốn tránh không ưng Bố mẹ tôi phải thuyết phục gãy lưỡi Chị mới đồng ý cưới Vượt cả nghìn cây số về làm dâu nhà giàu Gia đình tôi chưa từng gặp mặt anh hùng Nhưng mà xem ảnh cũng không đến nỗi nào Nghe bà mối kể là cũng vui tính giỏi giang 32 tuổi mãi làm ăn Quên cả thành gia lập thất Bố mẹ xấu ruột nên đi tìm con dâu ở khắp nơi trùng hợp hơn ông nội Hùng từng là bạn thân với ông ngoại tôi, nhân dịp hồi hương liền kéo người quen sang nhà tôi ướm hỏi. Vừa thấy chị Hoa ra rót nước là ông nội Hùng liền chấm ngay. Chị tôi xinh xắn trắng trẻo hiền lành ít nói, nội trợ cũng khéo léo nên lấy chồng giàu cũng hợp lý thôi. Gia đình kia chỉ mong có cháu đích tôn nói giỏi, trai hay gái được không quan trọng, cũng chẳng so đo chuyện môn đăng hộ đối. Thế là chị tôi nhắm mắt đưa chân, chấp nhận gả cho người chị chưa từng yêu hay gặp gỡ bao giờ. 17 năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy cây rạp cưới nào to như của chị. Bên nhà trai thuê hẳn cái sân vận động thị xã, chơi dựng sân khấu hoành tráng như biểu diễn ca nhạc. Số bàn kê tiếp khách dễ phải đến hàng trăm. Thực đơn cổ cưới cũng toàn là món sơn hào hải vị. Thuê hẳn ca sĩ nổi tiếng với dàn nhạc về, chơi suốt ba ngày. Xính lễ mang từ quy nhân ra toàn hàng xịn, bánh kẹo, rượu bia long lanh tận 11 tráp. Hôm rước dâu, anh Hùng mới xuất hiện, khen chị tôi mặc váy cưới xinh đẹp như thiên thần, đã giàu mà lại còn khéo ăn nói, ai cũng nghĩ sau hôn lễ chị Hoàng sẽ sống trong nhung lụa, cơ mà đời chẳng hề như mơ, chị vừa trút váy cưới ra là cả họ nhà chồng lỗ mặt thật, hóa ra bên đấy đúng là đại gia, xong làm ăn thua lỗ nhiều năm đến mức gần phá sản, xe mảnh chị Hoa chụp mà bố mẹ tôi xót xa mang tiếng biệt thự to nhất nhì thành phố Huy Nhơn mà đồ đạc trong nhà toàn đồ đểu, cái gì quý giá đều bán đi trả nợ hết rồi đến cái xe ô tô cũng cũ nát vô cùng toàn bộ tiền vàng mừng cưới chị tôi bị mẹ chồng lột sạch với lý do về làm dâu phải có trách nhiệm trả nợ cùng chị tôi về đó làm dâu mà kim luôn cả việc ô xin nhà đó buồn bố mẹ chồng chưa hết lại buồn tới chồng hùng mới chỉ được cái mã thôi còn tính nết thì phụ thuộc bố mẹ hoàn toàn tiền không có vợ chồng không có tiếng nói mọi thứ trong gia đình hay làm ăn đều là bố mẹ hùng quyết định tiền bạc thu về mẹ hùng cũng quản hết mới rau miếng thịt cũng phải chia tay xin bà muốn mua bộ quần áo mới cũng không có tiền mà mua lấy chồng hai tháng mà chị tôi gầy rọc đi gọi video cho chị mà mẹ tôi khóc trấm trước nhìn con gái sơ sát vì thiếu ăn mà hận không thể chửi mắng thông gia mẹ chồng chị hoa ăn chay nên muốn ăn thịt đó thì chị phải tự nấu nhưng tiền bạc đi chợ bà ấy đều giữ hết còn đâu chị tôi nhờ chồng mua đồ ăn giúp thì bữa đực bữa cái món trong đấy nhiều cay nhiều ngọt nên chị nuốt không trôi nửa năm qua đi đúng lúc chị hoa không chịu nổi nữa định viết đơn ly hôn thì đụng cái phát hiện có chữa chị ngỡ ngàng bật khóc tin vui với người khác lại trở thành tin xét đánh ngang tai với chị tôi không đành lòng bỏ con nên chị ngậm đắng nuốt cay ở lại ngôi nhà đấy mẹ tôi khăn gói bay vào để chăm sóc chị lần nào gọi điện nhắn tin cũng thấy mẹ trưng trước không nguôi vì con mà nhịn nhục tôi thương chị lắm nhưng bất lực chẳng giúp được gì niềm an ủi duy nhất với chị là đứa con nhỏ bố mẹ tôi lén gửi tiền cho chị suốt để ăn uống cho ra hồn. Tết đầu tiên vắng chị, bữa cơm tất nhiên trong nhà tôi nặng trĩu. Tôi hiểu mẹ chọn thế cũng chỉ vì thương con, mong chị em tôi được ăn sung mặc sướng, gả cho tấm chồng tốt, tiền bạc dư giả, sống hạnh phúc an nhàn. Ấy vậy mà kết cục bị lừa, vớ ngay về cái nhà thùng rỗng kêu to. Mẹ tôi thường xuyên mất ngủ, nói ân hận vì tham giàu, nên đẩy con gái đến cảnh khổ đau. Hôm qua trời trở rét, bố tôi ngồi uống nước ngoài hiên cứ thở dài vì nhớ chị. Hai năm rồi chị không về lại thăm nhà lần nào. Gia đình tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn vì sợ xảy ra mâu thuẫn. Nờ đâu đụng cái cổng bật mở, chị gái tôi rung rẩy ôm con bước vào nhà. Bố ơi, con về rồi đây, cứu mẹ con con với. Sau những năm tháng cắn răng chịu đựng của hôn nhân sai lầm, chị gái tôi nửa đêm đã ôm con bỏ trốn về ngoại. Chỉ mỗi hai mẹ con ôm nhau về tay không, Đến vài bộ quần áo cũng không kịp cầm theo Thằng bé tè trào cả biển trong tội vô cùng Mang tiếng làm dâu nhà giàu Mà điện thoại thì đều Đơ ra hở vỡ hết màn hình Quần áo cũ đều là những bộ từ ngày kết hôn mang theo Chắc giờ này bên gia đình chồng chị đang điên đảo lắm Đi vay mượn cả đống tiền Để lừa một đứa con dâu cơ mà Nay mất cả trâu lẫn nghe Thì lại chả lồng lộn đi tìm Nhưng dù có ra đây đòi cháu với con Thì bố mẹ tôi và họ hàng ngoài này chắc chắn sẽ không trả một lần là quá đủ rồi dạo này nghỉ hè thấy nhiều mẹ lên than vãn về báo hồng tuổi trẻ báo đời báo đốm nhiều quá nào là sơ hở thì đớp rơm rồi thì phá làng phá sớm quánh nhau suốt ngày nay mình lên flash cho admin và mọi người chiếc bức mang siêu đáng yêu nhà mình trộm vía vừa ngoan lại vừa được việc mình năm nay cũng 33 tuổi rồi, thằng cu đầu nhà mình thì đã 9 tuổi, gia đình mình cũng không gọi là khá giả gì. Nói thẳng ra thì mình lấy chồng dưới quê, dưới này chủ yếu làm nông là chính, cứ hè về là không thiếu chỗ nghịch cho các búp măng non mới nhú. Mình thì không tự hào là có con trai học giỏi, nhưng mình rất tự hào về việc nó hiểu chuyện và biết điều lại rất ngoan ngoãn so với hầu hết các bạn cùng trang lứa. Mình không nghĩ là do cách dạy dỗ của mình, mà là do tự con ý thức được bản thân nên mới vậy. Ngày thường đi học thì thôi không nói, ấy vậy mà nghỉ hè Tụi con mình vẫn dậy rất sớm, có đôi khi nó còn dậy trước cả vợ chồng mình. dù đôi lúc mình có kêu nó đi ngủ thêm, nhưng mà nó bảo như này, con dậy sớm cho khỏe, có sức khỏe là có tất cả. bố mẹ cũng dậy sớm nhiều vào, là sẽ quen ấy mà. thằng bé tập thể dục thật mọi người, trong dáng vẻ nó nói như ông cụ non vậy, trong khi người làm mẹ như mình chưa dậy sớm để mà tập thể dục một lần nào. chồng mình cũng bảo thằng bé có vẻ già trước tuổi, cái gì cũng biết cũng hay, chắc từ đợt được lên làm anh trai nên vậy. nhà mình có đủ cả nếp cả tẻ. Con gái mình mới được 4 tuổi thôi. Hai anh em nó thì hòa thuận không gây gỗ với nhau bao giờ. Thằng bé biết bản thân là anh trai nên hay nhường nhịn em gái lắm. Cái gì cũng nhớ đến em gái đầu tiên. Nghỉ hè thì sao thiếu được món ăn tinh thần là phơi thốc. Trên thành phố thì có thể ít, chưa như quê hè nhà nào cũng có thóc với trơm nhà mình có 15 bao thóc thôi hai vợ chồng đi làm miếng không có ai phơi chỗ thóc này chỉ có thể nghỉ làm một hai hôm để phơi trước cho không mọc mầm may được buổi cuối tuần mới sáng sớm trời nắng chang chang cu con nhà mình đã dậy rồi thấy mình bê thóc mà cũng lóc cóc kéo bao thóc ra nhìn vậy mà cũng khỏe phết lôi mãi cũng được bao thóc ra đến sân mình đuổi vào nhà thì nhất quyết không vào ngồi nhìn mình làm mẹ cứ đổ thóc ra đi xong con trở thóc cho nãy giờ kéo bao thóc người con cũng bụi bặm rồi vào nhà lại bẩn ra thế rồi cả ngày hôm đó số lần mình ra lật thóc còn ít hơn con trai mình ra lật nhìn thằng bé như vậy mình thật không nỡ tuổi này đáng ra phải chạy nhảy nô đùa chứ không phải là rút ở nhà làm việc nên có dặn dò con đi sang bà chơi với các anh chị đi suốt ngày ở nhà không chán hả mày cứ loanh quanh ngoài này dậm ngứa hết người con à tưởng đuổi được nó đi chơi ai về nó lại chạy vào nhà chơi với em gái ngay từ khi bé gái nhà mình lên một tuổi cứng cáp con trai mình đã xung phong chăm em hộ mẹ từ tả lót rồi đến ăn uống thằng bé đều làm rất tốt Vậy nên hai đứa nhỏ rất thân thiết với nhau Có khi vợ chồng mình không cần trông con Mà để hai đứa tự chơi với nhau cũng được Tối đến mình dọn thóc Cu cậu cũng lóc cốc ra bốc thóc hộ Mình cảm động lắm mọi người Sao mà thằng bé là hiểu chuyện vậy ta Đôi khi mình muốn nó được chơi như những đứa trẻ trong xóm Mà nó không có chịu chơi cho Nhìn con nhà người ta Ngày ba bốn đòn đôi Nhìn lại con nhà mình Thì chưa bị ăn trận nào Tự nhiên cũng thấy thèm được đánh, mình có nói chuyện với chồng hay là đăng ký cho con câu lạc bộ gì đó cho nó tham gia ngày hè, đỡ phải tru trú ở nhà hoài, sợ thằng bé sẽ bị giao tiếp kém với ít bạn bè xung quanh. Vậy là mình hỏi con trai xem muốn đi học bơi hay học võ hay muốn làm cái gì. Thế mà nó lại nói như này: "Hay thôi như thế tốn tiền lắm ạ, à. hay là mẹ cho em gái ở nhà đi, đừng có cho đi nhà trẻ nữa, con ở nhà chơi với em gái là được. Con trong em cũng đỡ phải tốn tiền nhà trẻ." Đúng là đẻ được đứa con mát lòng mát dạ, đã biết tiết kiệm tiền cho bố mẹ rồi, nhưng dù sao mới chỉ lên 9 tuổi thôi, mình muốn con mình được chơi nhiều hơn, không biết bao giờ mới quay lại đi học hè đây, để đuổi thằng bé đi ra ngoài chứ ở nhà hoài vậy mình lo con mình chứ không có tuổi thơ luôn quá.